xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Papillon Người tù khổ sai của nhà văn pháp Henri Sarier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu với giọng đọc Vân Anh. Thưa các bạn, trong nhà tù Cayenne, tên giám đốc nhà tù ra oai với đám tù nhân mới, tra tấn hành hạ dã man người tù tên là Prico. Papillon và Dega bị tống xuống xà lim khu kỷ luật của nhà tù, họ phải đối mặt với tên cai tù Teribuya khét tiếng tàn bạo hung ác. Sau hôm đầu tiên làm quen với nhà ngục, Papillon bắt đầu nếm mùi hành hạ của tên cai ngục này. Hắn đánh đập Papillon một cách dã man bằng nắm đấm và roi bò. Tước nước vỡ bờ, Papillon bê cả nồi nước sôi của ông bác sĩ hắt thẳng vào mặt tên cai ngục, làm hắn bị bỏng nặng. Sau việc này, Papillon bị biệt giam trong căn hầm ngập nước, phải chịu đựng cảnh khốn khổ của sự trả thù man dợ. Buổi trưa tôi đang ngồi sưởi nắng Thì có người đến gần Anh ta đeo kính người nhỏ khầy Tôi cố đoán xem là dân nào Nhưng với bộ đồng phục tù này Thì rất khó đoán Cậu là bướm phải không Tiếng nói đặc tạm sướng có. Phải muốn gì Vào nhà vệ sinh Cậu ta nói thế rồi bỏ đi đề bảo tôi Nó là một tên cos Kiểu thổ phì trên rừng chẳng biết nó cần gì cậu. Cần gì thì rồi sẽ biết. Tôi đi về phía nhà vệ sinh ở giữa sân làm bộ đi tiểu. Cậu kia cũng đã ở đó cũng xả bộ như tôi. Anh ta nói mà không nhìn tôi. Tôi là em dề Pascal Matura. Lúc đến thăm tôi, anh ấy dặn là nếu cần giúp đỡ thì đến nhờ cậu. Đúng, Pascal là bạn mình. Cậu cần gì? Tôi bị đi lị không mang được ống đạn nữa không biết gửi nó cho ai chỉ sợ bị người khác cướp mất hoặc bọn lính tìm ra tôi nhờ cậu giữ hộ vài ngày và cậu ta cho xem cái ống đạn nó to hơn hẳn cái của tôi tôi sợ đây là một cái bẫy hắn hỏi thế chỉ cốt để biết tôi có đạn hay không nếu tôi đáp không thể mang một lúc hai ống trong người là lòi đuôi vì vậy tôi hỏi tỉnh bơ có bao nhiêu Hai franc. Không nói thêm một lời, tôi cầm lấy cái ống đút vào họng môn ngay trước mắt hắn. Cũng không rõ là một người có thể chịu được hai ống hay không. Tôi đứng dậy, mặc lại quần. Tốt, không thấy có gì vướng víu. Tên tôi là Gangani. Cảm ơn anh bướm. Cậu ta nói trước khi từ biệt. Tôi quay về chỗ cũ, kể lại câu chuyện với Dekha có nặng lắm không? Không. Thế thì cho qua. Chúng tôi tìm cách tiếp xúc với những tù đã từng vượt ngục như Jilo hoặc Jiu Chúng tôi cần thật nhiều thông tin quang cảnh ở đó ra sao, chế độ đối xử như thế nào. Tình cờ tôi vớ được một tay lạ kỳ, một trường hợp đặc biệt. Đó là một thằng Coaster sinh ra ở chính trong nhà ngục. Bố cậu ta làm giám thị ở đấy hai vợ chồng sống ở đảo Giải Cứu. Cậu ta sinh ra ở đảo Vua, trong một nhóm ba đảo. Hai đảo kia là đảo Xanh Mạc Tanh và đảo Quỷ. Và bây giờ, ôi súng mận, cậu lại trở về đó nhưng không phải tư cách là con âm giám thị mà lại là tù nhân. Cậu ta lĩnh 12 năm khổ sai vì bẻ khóa ăn trộm. 19 tuổi, mặt tươi mắt sáng. Rõ là một tay non trẻ chưa từng trải cuộc sống nhà ngục, nhưng sẽ rất có ích cho chúng tôi. Cậu ta cho biết rất nhiều thông tin về những gì sẽ chờ đợi chúng tôi. Cậu đã sống 14 năm trên đảo, nên kể hết những gì mình biết và cho những lời khuyên quý báu. Muốn vội thì phải từ đất lớn, trừ ra các đảo thì chịu. Hai nữa là chớ để bị liệt vào loại tù nguy hiểm, vì chỉ cần với lời phê đó thì khi cập càng xanh Laurent du Maroni, anh sẽ bị nhốt riêng, vĩnh viễn hoặc có thời hạn, tùy theo mức độ của lời phê. Nói chung, khoảng 5% tù sẽ bị cấm cố ở đảo. Số còn lại là ở đất lớn. Ở đảo thì thoáng đãng, còn đất lớn thì theo lời De ga, thật tệ hại. Đó là một nơi hút máu tù bằng đủ mọi cách, bệnh tật, hạ thù, chém giết lẫn nhau, vân vân tôi và Dega hy vọng sẽ không bị đưa đi cấm cố ở đảo. Nhưng bỗng tôi thấy nghẹn họng. Nhỡ hồ sơ của tôi bị ghi chú nguy hiểm. Án khổ sai trung thân này, đánh chết tên cai Tribua này, láo sược với sáng đốc này. Một hôm có tin đồn, dù lý do gì cũng chớ đi khám bệnh vì tù nào đau ốm hoặc sức yếu không chịu được cuộc hành trình sẽ bị bò thuốc đập cho chết nhưng francis Lapat, tù người paris khẳng định với tôi rằng đó là chuyện bịa có một tù bị đầu độc thật nhưng francis có một thằng em làm việc ở trạm y tế đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện tên tù uống thuốc đập tự tử là một chuyên gia phá kết có cỡ Nghe nói thời chiến tranh, hắn đã vào tòa đại sứ Đức ở Geneva hay Lausanne gì đó, đánh cắp được nhiều tài liệu quan trọng nộp cho tình báo Pháp. Nhờ thế cảnh sát đã cho hắn xa tù, khỏi phải chịu kết án 5 năm. Từ năm 1920 trở đi, mỗi năm hắn lại làm một hoặc hai phi vụ sống yên ổn. Mỗi lần bị tóm, hắn lại kể công cũ và được phòng nhì can thiệp cho qua. Nhưng lần này trò ấy không ăn nữa, hắn lĩnh luôn 20 năm và phải đi với chúng tôi. Để khỏi phải đi chuyến này, hắn xả ốm để vào trạm y tế. Một viên Stiandua, vẫn theo lời em Francis đã kết liễu đời hắn. Từ nay các kết bạc và phòng gì có thể ngủ yên. Trong sân tù này rất lắm chuyện lan truyền, có chuyện thật có chuyện lẻo, dù sao cũng cứ nghe tất cho tiêu phí thì sợ. Mỗi khi tôi đi đại tiện, ở ngoài sân hay trong xà lim đều phải có Dega đi cùng vì hai cái ống đạn. Anh ta đứng trước mặt tôi để che mắt những kẻ tò mò. Một ống đã lôi thôi, đằng này tôi có những hai. Vì Gan Gandhi vẫn ngày càng ốm yếu. Ở đây có một điều bí ẩn. Cái ống tôi nhét vào sau, bao giờ cũng ra sau. Cái ống nhét vào trước lại ra trước. Chúng lộn tùng phèo trong bụng tôi thế nào không hiểu, nhưng đúng là như thế. Hôm qua ở phòng cắt tóc, có người định giết thằng Claudio, lúc nó đang cạo mặt. Hai nhát dao gần tim, thế mà nó không chết. Đầu đuôi ra sao, một thằng bạn tôi nói tôi nghe. Chuyện khá kỳ cục, sau này tôi sẽ kể. Còn vụ đâm nhau kia làm bọn chúng tính sổ với nhau. Tên giết hụt nọ Sáu năm sau đã chết trong nỗi đau đớn lăn lộn ở Cayenne vì ăn phải rau có trộn, biromat posensium. Hai tháng sau, chính kẻ đầu độc hắn lại bị bóp cổ chết trên giường bệnh, không biết do ai. Vậy là chúng tôi đã ở xanh Martin de được 12 ngày, nhà tù chật ních, lính khác tuần tra đêm ngày. Một vụ ẩu đà xảy ra giữa hai anh em trong nhà tắm, hai đứa cống xé nhau như chó và một đứa bị tống vào nhốt ở xà lim chúng tôi tên hắn là Angre Baya hắn nói hắn sẽ không bị phạt gì vì đây là do lỗi của nhà chức trách đã có lệnh là bất cứ lý do gì cũng không được để hai anh em chạm chán nhau khi biết rõ câu chuyện này ta sẽ hiểu tại sao Angre đã giết một bà già để cướp của rồi đưa cho anh là Emin cất xấu. Emin bị bắt vì một vụ trộm khác, lĩnh án 3 năm. Trong tù một hôm tức khí vì em không gửi tiền vào để mua thuốc lá, Emin đã nói toạc là hắn sẽ trừng trị thằng em vì chính Angre đã giết mộ già, còn mình thì giữ tiền. Khi nào ra tù hắn sẽ không giao tiền cho em. Một tù nhân liền đem chuyện nghe được ấy tâu lên giám đốc. Thế là Angre bị bắt, cả hai anh em bị kết án tử hình. Ở nhà tù sức khỏe, hai đứa ở hai xà lim khác nhau, cả hai đều làm đơn xin giảm án. Ngày thứ 43, đơn của Emin được chấp nhận nhưng của Angre bị bác, tuy nhiên vì lý do nhân đạo với Angre, người ta vẫn giam Emin ở khu tử tù. Và ngày ngày hai anh em vẫn được cho đi dạo ngoài sân, mỗi người vào một giờ khác nhau. Ngày thứ 46, cửa xà lim Angre mở lúc 4 giờ rưỡi tất cả giám đốc, lục sự, biện lý đều có mặt. Hôm nay thi hành án. Nhưng vừa lúc giám đốc bước lên để nói thì luật sư của Angre chạy tới theo sau là một nhân viên. Người này trao cho biện lý một tờ giấy. Tất cả mọi người rút vào hành lang. Không ai hiểu chuyện gì vì không bao giờ một vụ tử hình lại bị ngừng khi nó đang tiến hành. Vậy mà lần này ngừng thật. Mãi hôm sau mới vỡ lẽ. Hai hôm trước, Tổng thống Duy Ma bị tên Jokulov ám sát nhưng chưa chết ngay. Luật sư đã trực suốt đêm trước cửa bệnh viện sau khi đã báo cho ông trưởng ấn là nếu Tổng thống chết trước giờ thi hành án tử tử, từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ, thì luật sư sẽ yêu cầu hoãn thi hành vì lý do khiếm khuyết người đứng đầu quyền hành pháp. Duy Ma chết lúc 4 giờ 20 phút luật sư chỉ kịp vội báo cho dinh trưởng ấn rồi nhảy lên xe cùng với nhân viên mang lệnh hoãn đến nhà tù chậm mất 3 phút sau khi cửa xà lim andre đã mở án của hai anh em được chuyển thành khổ sai trung thân chả là hôm bầu cử tổng thống mới luật sư đã chờ sẵn ở viện Versailles và ngay khi Amber Le Bon trúng cử trình lên ông ta đơn xin giảm án không bao giờ một tổng thống mới nhậm chức lại từ chối ân huệ đầu tiên người ta xin trình le bon ký Andre kể thế là tớ vẫn khỏe mạnh sống nhăn răng chuẩn bị để đi huyan với các cậu nhìn con người thoát khỏi máy chém ấy nghĩ bụng những đau khổ của tôi chưa thấm gì với hắn tuy nhiên tôi không chơi với hắn cứ nghĩ là nó đã giết một bà tội nghiệp để cướp của là tôi tởm đến buồn nôn. Và lại sau này, nó còn lắm dịp trồ tài. Sau này ở đảo San Joseph, nó đã giết anh nó. Nhiều tù nhân trông thấy, Emin đứng trên tròm đá đang mải câu cá. Tiếng sóng vỗ ầm ầm nên anh ta không nghe thấy Andre đi tới sau lưng tên này cầm chiếc xào che dài 3 mét đầy vào lưng emin khiến cậu ta mất thăng bằng ngã xuống biển chỗ này rất sẵn cá mập emin đã làm mồi ngon cho chúng vắng mặt tại giờ điểm danh ban chiều anh ta coi như bị mất tích do âm mưu vượt ngục không ai bàn tán nữa riêng bốn hoặc năm tù đi nhặt dừa ở điểm cao trên đảo thì trông thấy Sau đó ai cũng biết chuyện trừ bọn lính khác nên Andre bayer vẫn sống yên ổn. Do hạnh kiểm tốt hắn được, miễn cấm cố và ở nhà tù xanh Laurent du Maroni được hưởng một chế độ ưu đãi. Hắn có một xà lim dành riêng. Một hôm để trả mối thù riêng với một tù khác, hắn mời người này vào xà lim của mình rồi đâm một nhát dao trúng tim. Hắn không bị kết án gì vì được công nhận là ở trong trường hợp tự vệ chính đáng khi nhà tù này bị xóa bỏ, hắn được ân xá cũng vì hạnh kiệt tốt. Nhà giam sanh Martin Tanh Đô chật ních những tù. Có hai loại rõ rệt. 800 đến 1 ngàn tù khổ sai và 900 tội đầy. Khổ sai phải là người phạm tội nghiêm trọng. Nhẹ nhất là 7 năm cho đến trung thân. Từ tù mà được giảm án mặc nhiên được xếp vào loại trung thân. Bọn tội đầy thì khác ai can án từ 3 đến 7 lần là có thể bị tội đầy. Họ đều là những kẻ trộm cắp bất trị. Đúng là xã hội phải có biện pháp tự bảo vệ. Dù sao cũng thật xấu hổ cho một dân tộc văn minh vài áp dụng hình thức trừng phạt này. Vì có những kẻ ăn cắp vặt rất vụng về cho nên mới bị tóm nhiều lần. Thế là bị đưa đi tội đầy. Ở thời ấy có nghĩa chẳng khác gì tù trung thân mặc dù cả đời chưa lấy cắp tới 10.000 franc đây là điểm vô nghĩa nhất của nền văn minh Pháp. Một dân tộc không có quyền trả thù hoặc loại bỏ một cách vội vã những người gây phiền phức cho xã hội. Họ đáng phải được chăm sóc hơn là trừng phạt một cách vô nhân đạo. Chúng tôi ở Saint Martin được 17 ngày. Đã biết tên con tàu chờ chúng tôi sang ngục, tàu Le Martin. Tàu sẽ chờ 1.870 tù, Sáng nay số 8 90 tù khổ sai được tập hợp trong sân pháo đài, đứng sắp hàng 10 gần 1 giờ thì cửa mở, xuất hiện những người mặc trang phục khác với những lính gác quen thuộc. Họ mặc áo kiểu quân sự màu xanh da trời khá bảnh, không phải sen đầm chẳng phải lính, người nào cũng thắt lưng to bàn lủng lẳng bao súng lục, đông tới tám chục tên, một số đeo lon, đủ loại tuổi từ 35 đến 50, ai cũng có nước da đen sạm vì nắng. Số nhiều tuổi có vẻ hiền lành hơn lũ trẻ, bọn này ưỡn ngực xa bộ quan trọng. Đi cùng với họ là giám đốc nhà tù sang Martin -de một viên đại tá sen đầm, ba bốn thầy thuốc ăn vận kiểu Tây thuộc địa và hai linh mục áo trắng. Viên đại tá sen đầm cầm chiếc loa phễu đưa lên miệng. Chúng tôi chờ hắn ra lệnh nghiêm, nhưng không, hắn ta gào tất cả chăm chú nghe đây. Từ giờ phút này các anh được chuyển sang trách nhiệm quản lý của một nhà chức trách bộ tư pháp thay mặt ban quản trị nhà ngục ở nước Huy An thuộc Pháp mà thủ phủ là Cayenne. Thưa ngài đại tá Baro, tôi xin bàn giao cho ngài 816 tù hiện có mặt và có danh sách kèm theo. Xin ngài vui lòng nhận đủ. Cuộc điểm danh bắt đầu ngay kéo dài tới 2 giờ, mọi thứ đều đúng thủ tục. Người ta khanh đến một cái bàn, hai bên trao đổi chữ ký. Thượng tá Paro có đủ số lon ngang đại tá, nhưng mà là lon vàng chứ không phải lon bạc như lon sen đầm. Cầm loa. Hỡi các tù áp xài. Từ nay chúng tôi sẽ gọi như thế. Tù áp xài ất sát. Hoặc tù áp xài số bao nhiêu đó từ lúc này các anh được đặt dưới luật pháp đặc biệt của nhà ngục nó có nội quy có tòa án riêng để xét xử khi cần thiết mỗi tội phạm trong nhà ngục sẽ bị các tòa án tự trị này phạt tù san đến tử hình tuy nhiên các hình phạt ấy sẽ được thi hành trong các khu nhà khác của nhà ngục những nhân viên đứng trước các anh đây gọi là giám thị cần nói điều gì các anh phải thưa ngài giám thị sau bữa chiều mỗi anh sẽ được phát một tay nài với quần áo nhà ngục. Mọi thứ đã tính toán kỹ, không có đồ đạc gì khác. Ngày mai sẽ lên tàu Lơ Ma Canh. Chúng ta sẽ cùng đi. Chớ buồn phiền nhiều, ở nhà ngục còn hơn bị cầm cố ở Pháp. Ở đấy có thể nói chơi hát hút thuốc, nếu hạnh kiểm tốt thì không lo bị ngược đãi. Tôi cũng yêu cầu các anh chờ tới khi đến ngục hãy giải quyết các mối hiểm khích riêng tư. Trên đường đi phải giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Mong các anh hiểu cho. Nếu ai cảm thấy không đủ sức khỏe để đi biển, xin mời đến trạm y tế, các thầy thuốc trên tàu sẽ khám. Chúc các anh lên đường bình an. Buổi lễ kết thúc. Đề ga, cậu nghĩ thế nào? Thấy chưa? Mình đã nói rằng điều nguy hiểm đáng sợ nhất là ở phía các tù khác cái câu hắn nói đợi đến nhà ngục hãy giải quyết các hiềm khích hẳn là ở đó luôn luôn có hạ thù giết chóc đừng lo hãy tin ở tớ tôi tìm gặp francis Paz hỏi em cậu vẫn làm y tá chứ vẫn làm nó không phải loại khổ sai mà chỉ là tội đầy cậu hãy gặp nó mau lên bảo nó kiếm bằng được một con dao mộ nếu nó đòi tiền hỏi nó bao nhiêu mình sẽ trả. Hai tiếng sau tôi đã có trong tay một con dao mổ cán bằng thép rất tốt. Nhược điểm duy nhất là hơi to, nhưng là một vũ khí lợi hại. Tôi ngồi vào nhà vệ sinh giữa sân, nhờ người đi tìm Gan Gandhi để trả nó cái ấm đạn. Nhưng xem ra khó tìm được nhau giữa cái biển láo nháo 800 con người này cả Jilo, cả Jitu và Sunidi đều không thấy mặt đâu từ lúc đến giờ. Cái thú của cuộc sống tập thể là người ta sống, người ta nói, người ta được là thành viên của một xã hội. Nếu có thể gọi đây là một xã hội, có biết bao nhiêu điều muốn nói, muốn nghe, muốn làm, nên không còn thì giờ để nghĩ. Tôi nhận thấy quá khứ dần dần mờ đi và đứng vào hàng thứ hai sau cuộc sống hàng ngày và nghĩ rằng một khi ra tới ngục có lẽ tôi sẽ quên hết quên tôi là ai tại sao tôi ở chốn này mà chỉ còn tập trung vào một điều vượt ngục tôi đã lầm điều quan trọng nhất cấp thiết nhất là phải giữ cho mình sống bọn cảnh sát quan tòa hội thầm rồi vợ tôi cha mẹ bạn bè tôi họ ở đâu họ đang sống mỗi người chiếm một vị trí riêng trong trái tim tôi nhưng có lẽ vì nỗi sốt ruột chờ lên đường vì sắp ra đi vào nơi vô định nên dường như họ không có tầm quan trọng với tôi như trước nhưng đó chỉ là cảm giác lúc nào muốn trí óc tôi lại mở cái ô dành cho từng người và họ lại có mặt gan gandhi đã đến phải có người sắt vì dù đã đeo kính cận nặng cậu ta nhìn không rõ sức khỏe có vẻ khá hơn cậu ta bắt tay tôi không nói gì tôi nói Tôi trả cậu cái ống Giờ khỏe rồi cậu hãy giữ lấy Mình không dám nhận trách nhiệm mang nó suốt cuộc hành trình Và lại ai biết ra đó chúng mình có được ở gần nhau không Thậm chí có gặp lại nhau nữa hay không Tốt nhất là cậu nên giữ lấy Gangani nhìn tôi vẻ khổ sở Vào cầu tiêu mình sẽ lính trả Không, anh cứ giữ tôi biếu anh của anh đấy Sao lại thế? Tôi không muốn bị giết vì nó. Thà không có tiền còn hơn chết vì tiền. Tôi biếu anh vì dù sao không có lý gì mà anh phải chịu nguy hiểm để giữ tiền cho tôi. Ai mạo hiểm, người ấy được hưởng. Gan gan đi cậu sợ à? Cậu bị ai đe dọa? Có người nghi là cậu có đạn phải không? Đúng, tôi luôn luôn bị ba thằng Ả Rập theo dõi Chính vì thế mà tôi không đến gặp anh, sợ chúng dò ra mối quan hệ. Mỗi lần tôi đi ra sau, bất kể ngày hay đêm, đều bị một trong ba tiên bám sát. Tôi làm như không biết gì, nhưng bằng mọi cách cố tình để cho chúng thấy là tôi không mang đạn, nhưng chúng vẫn không ngừng rình mò. Chúng nghĩ có người khác giữ đạn cho tôi, không biết là ai nên vẫn cứ bám. Tôi nhìn gan gan đi, và thấy quả là cậu ta sợ hãi hốt hoảng thật tôi hỏi thế bọn chúng hay ở chỗ nào ở phía gần nhà bếp và nhà giặt đấy được rồi cứ đứng đấy mình sẽ đến à mà không cậu đi với mình tôi rút con dao mồ từ trong mũ ca lô ra cầm nó trong tay nhưng giấu khéo lưỡi dao vào bên trong tay áo đến nơi tôi trông thấy bọn họ thật bốn đứa, ba đứa Ả Rập và một tên cos, tên là Ganrando. Tôi hiểu ngay, chính tên cos bị đồng bọn bỏ rơi đã xuống bầy ba tên gian nâu. Chắc hẳn biết Gan Gandhi là em Pascal Matura, do đó nhất định là phải có tiền. Thế nào? Moran khỏe chứ? Chào cậu, bướm, cũng khỏe chứ? Ô lằng nhằng, không tốt lắm tôi đến gặp các cậu để nói rằng gan gan đi đây là bạn tớ có xảy ra gì với nó thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là cậu đó Riando ạ à. sau đó đến các đứa kia tùy các cậu hiểu thế nào thì hiểu mokran đứng dậy hắn cao gần bằng tôi chừng một mét bảy mươi cũng to ngang bị tôi thách thức hắn định khoát tay gây sự thì tôi rút ngay con sao mổ sáng loáng nắm trong tay hễ đụng đậy tớ thịt liền đấy. Thấy tôi có vũ khí ở một nơi luôn luôn bị kiểm tra khám xét. Mọc ran có vẻ hoang mang. Mặt khác hắn cũng trờn vì thái độ của tôi nên vội chuyển giọng. Tớ đứng lên để bàn đâu phải là để đánh nhau. Tôi thừa biết hắn nói mẽ nhưng giúp hắn chữa thẹn lúc này có lợi hơn nên tôi mở cho hắn một lối thoát lịch sự. Ờ, muốn bàn thì bàn đi, tớ không biết gan gandhi là bạn cậu cậu hiểu cho bọn mình nhẵn túi nên cần phải kiếm stin để chuẩn bị vù hiểu rồi đó là chuyện bình thường cậu cũng có quyền đấu tranh cho mạng sống của mình duy đừng có ngó về phía thằng gan gandhi hãy kiếm nơi khác đi Crisando chìa tay tôi nắm lấy thở phào cũng là may vì thật ra nếu phải giết hắn thì hôm sau tôi sẽ không thể lên đường sau đó tôi cố thuyết phục để Gan Gani nhận lại ống tiền, nhưng hắn nói, để mai trước lúc xuống tàu. Nhưng hôm sau hắn lần đâu mất nên tôi mang theo cả hai ống đạn xuống tàu. Đêm ấy trong xà lim xa 11 tù, chúng tôi không ai nói một lời, vì tất cả ít nhiều đều nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng ở trên đất Pháp. Ai nếu đều bâng khuâng sắp phải vĩnh viễn rời nước Pháp mà chưa biết số phận của mình ở nơi xa xôi sắp đến sẽ như thế nào. Đi Kha không nói gì, anh ta ngồi bên tôi, cạnh cái cửa lưới sắt trông ra ngoài hành lang nên thoáng khí hơn. Làm tôi thực sự ngổn ngang về những gì sẽ đợi chúng tôi ở nhà ngục. Tin tức rất trái ngược, không biết nên vui hay là nên buồn. Bọn tù quanh tôi trong xà lim này đều là những anh chị dày sạn chỉ có thằng nhóc người Cost đẻ tại nhà tù là không phải trăm giới. Tất cả đều đờ đẫn. Tính chất nghiêm trọng của giờ khắc này khiến không ai nói nên lời. Khói thuốc lá mù mịt, không ai ngủ, trừ Andre Baya. Điều đó dễ hiểu vì hắn tự coi như người đã chết. Với hắn thì chuyện gì xảy ra đi nữa cũng vẫn là thiên đường không mong đợi mà đến cuốn phim cuộc đời chiếu nhanh trong đầu óc tôi thời ấu thơ sống trong gia đình đầm ấm yêu thương giáo dục có nề nếp hương đồng nội suối xì xào mùi thơm của hạt xẻ mơ mận trong vườn nhà cây trinh nữ mỗi mùa xuân lại nở hoa trước cửa những đồ đạc trong nhà cùng thái độ những người thân tất cả lướt nhanh trước mắt tôi cuốn phim trong đó tôi nghe tiếng nói của bà mẹ hiền từ đã hết lòng thương tôi của người cha rất mực nhẹ nhàng và trầm tĩnh cả tiếng chó sủa của con chó clara từ ngoài vườn gọi tôi ra đùa với nó rồi đến những bạn trai bạn gái hồi thơ trẻ cái thời đẹp nhất của cuộc đời cuốn phim được xem một cách không tự giác những hình ảnh chiếu vào tiềm thức khiến tôi chìm đắm trong xúc động vào cái đêm chờ đợi nhảy vào tương lai vô định ấy. Đã đến lúc phải kiểm điểm lại tình hình. Này nhé, tôi 26 tuổi rất khỏe mạnh, trong bụng mang 5.600 franc của tôi và 25.000 của Gagani. Đề ga cạnh tôi có 10.000. Như vậy tôi có khả năng sử dụng 40.000 franc. Vì nếu Gan Gani đã không giữ nổi tiền của nó ở đấy Thì trên tàu này cũng như khi sang tới Huy An Nó càng không giữ được Nó cũng biết vậy Vì thế nó mới không đến nhận lại tiền Vậy tôi có thể sử dụng Miễn là đi đâu cũng kéo Gan Gani đi cùng Nó phải được hưởng như thế Vì là tiền của nó không phải tiền của tôi bốn chục ngàn franc là số tiền lớn có thể dễ dàng mua được nhiều tòng phạm trong các giám thị và tù nhân tình hình đáng phấn khởi ra tới nơi tôi sẽ vượt ngục cùng với dega và gan Gani. đó là điều duy nhất sẽ thu hút mọi suy nghĩ của tôi tôi sờ con dao mồ thấy lưỡi nó mát lạnh mà mừng vũ khí lợi hại ấy làm tôi vững tâm nó đã tỏ ra có ích trong câu chuyện vừa rồi với bọn ả rập Khoảng 3 giờ sáng, bọn tù sở tại đã đặt trước cửa sắt xà lim 11 cái tay nài bằng vải thô căng phòng. Mỗi tay nài đều có một cái nhãn to ghi tên tuổi. Một cái lùng lẳng vào phía trong cửa, tôi liếc đọc. St. Pierre, 30 tuổi, 1m73, thắt lưng cỡ 42, giày cũ 41, số hiệu X. Pierre C. Chính là pyrodien một cậu quê Bordeaux bị án ở Paris 20 năm khổ sai vì tội giết người. Tôi biết rõ cậu này, một chàng trai trong giới anh chị nhưng tốt và thẳng thắn. Cái nhãn ghi tên kia cho tôi thấy bộ máy chỉ huy nhà ngục được tổ chức chu đáo tỉ mỉ đến như thế nào. Chu đáo hơn cả trại lính, ở đó quân phục được phát đại khái. Ở đây mọi thứ đều được đăng ký cho nên mỗi tù nhân được phát áo đúng kích cỡ qua một lỗ sạn trên tay nài vải tôi thấy áo màu trắng có sọc đỏ với trang phục ấy hẳn là khó đi đâu lọt bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay xin dừng ở đây. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Papillon Người Tù Khổ Sai của nhà văn pháp Henri Charrier vào chương trình này đêm mai. Tạm biệt các bạn.